Quý vị và các bạn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phụ nữ và cuộc sống kỳ 268. Chương trình Phụ nữ và cuộc sống kỳ này bao gồm những thông tin sau đây. Một thông tin cùng bạn sẽ là thông tin tổng hợp ghi nhận một số hoạt động trong tháng của phụ nữ thành phố. Và một góc nhìn sẽ là cuộc trò chuyện với ca sĩ nhạc sĩ Minh Hiếu, chỉ là Việt Kiều đang sinh sống và làm việc tại Canada tuy nhiên tấm lòng của chị luôn hướng về quê hương với nhiều sáng tác và hoạt động xã hội có ý nghĩa bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục thông tin cùng bạn thưa quý vị và các bạn đối với những người con xa xứ thì tấm lòng của họ luôn hướng về quê hương nguồn cội mà cuộc trò chuyện hôm với vị khách mời ngày hôm nay cũng sẽ cho chúng ta hiểu thêm về điều đó à, xin trân trọng giới thiệu à, chị đỗ minh hiếu làm việc kiều từ canada dạ, lời đầu tiên thì cảm ơn chị minh hiếu là đã dành thời gian cho cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì là một việc kiều sống ở canada à, từ khi còn rất là trẻ như vậy thì mỗi một lần mà về thăm quê hương thì cái cảm xúc của chị hiếu như thế nào Um, trước tiên thì minh hiếu xin chào Tường loan cũng như chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình phụ nữ và cuộc sống mỗi lần mà minh hiếu trở về việt nam là mỗi lần có một cảm xúc khác nhau um, vui có buồn có nhưng mà mỗi chuyến đi thì đều cho minh hiếu một bài học mới và cũng như là một cái um, lòng yêu quê hương nhiều hơn và cảm thấy là mình gắn bó với lại quê hương của mình, đồng bào của mình nhiều hơn. Được biết là ngoài cái công việc tại thành phố Hồ Chí Minh thì chị còn tham gia rất là nhiều cái công tác xã hội như vậy thì chị Hiếu có thể chia sẻ một chút về cái công việc này của mình được không? À, dạ thưa vâng, ngoài là công việc mà Minh Hiếu được nhận về làm trước đây là làm cho công ty bảo hiểm Mandolai Việt Nam thì Minh Hiếu vừa mới hết hợp đồng với họ rồi nhưng mà về công việc mà xã hội thì Minh Hiếu đã làm đến nay đúng 10 năm Minh Hiếu là chủ tịch sáng lập của một tổ chức từ thiện của Canada và về giúp cho đồng bào mình kể từ năm 2008. Tuy là tổ chức của Minh Hiếu sáng lập ra nhỏ nhưng mà có thể nói là đến bây giờ là 10 năm rồi thì mình cũng xin phép được có một chút hãnh diện về những gì mà tổ chức của Minh Hiếu đã đóng góp cho quê hương. Thì trong suốt 10 năm qua là những công việc Minh Hiếu làm chủ yếu vẫn là về giáo dục những chương trình tài trợ học bổng cho các con mà uh, nghèo nhưng mà học giỏi và đã có nhiều con khi chính cá nhân minh hiếu và các bạn trong tổ chức đến phỏng vấn các con để kiếm những nhà tài trợ thì các con là lúc đó là có những con đã bị bỏ học và có nguy cơ bị bỏ học um, nhưng mà đều là những học sinh giỏi học sinh tiên tiến học sinh giỏi và bên cạnh đó thì um, tổ chức của minh hiếu cũng đã làm những chương trình cho người cùi uh, hiv và những người già bị bỏ rơi Và các con bị um, giống như là vì khuyết tật Cần phải giải phẫu um, Thì cũng xin chia sẻ với quý vị thêm một điều nữa là Tổ chức của Hiếu là có một chương trình Dành cho đồng hành với bệnh nhân HIV Tại uh, trung tâm điều trị bệnh nhân HIV giai đoạn chốt uh, Trung tâm Mai Hòa ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Và chương trình này có tên là Kết nối yêu thương Ở nơi này có 25 bệnh nhân là trẻ em nhưng mà ngày hôm nay thì minh hiếu được biết là có thêm năm cháu nữa là học lớp 2 mà năm cháu nữa mới tham gia vào thì các cháu nó sanh ra là nó đã bị bệnh rồi nhưng mà trong cái tình yêu thương của các nữ tu ở đó và các chị điều dưỡng ở đó thì các cháu nó rất là hồn nhiên nhưng mà nó nó chấp nhận nó chấp nhận cái điều đó à, do đó mà minh hiếu và khi mà chia sẻ có một cháu nó bị mù mù từ lúc năm tuổi bởi vì không biết cho là cháu bị nhiễm HIV và đến lúc 10 tuổi mới phát hiện ra thì đã mù rồi. Mà bây giờ cháu bảy tuổi, chưa bao giờ được đi học. Mà cháu đã nói cái câu là con mong ước rằng là thế giới này không kỳ thị chúng con nữa. Và con mong ước rằng là khoa học sẽ có thuốc để mà chữa lành cho chúng con. Tất cả mọi điều mà mình nếu cùng các bạn đang làm đều phát xuất từ một chữ tâm. Và chính vì cái chữ tâm đó mà nó đã lan rộng ra và làm cho mọi người cảm nhận được và đến với chương trình tất cả mọi người đều đến với chương trình một cách vô vụ lợi hàng trăm cái ca khúc mà chị đã sáng tác trong cái 10 năm qua đó thì cũng có rất là nhiều những cái ca khúc hát về quê hương đất nước và vài năm gần đây thì đặc biệt là chị cũng đã sáng tác những cái ca khúc về biển đảo như vậy thì cái cơ duyên nào để cho chị có những cái sáng tác đó mình hiểu là một người rất là yêu biển nếu mà quý vị mà có lên YouTube để mà coi những cái MV của Minh Hiếu Thì quý vị thấy là Minh Hiếu gắn liền với biển Và với một cái, một cái khao khát là một ngày nào đó Những ca khúc đó sẽ đến được với chiến sĩ biển đảo Minh Hiếu đã sáng tác 13 ca khúc Thì nó là cả một đời sống của gia đình Của những tình cảm của uh, người, người chồng, người yêu Phải uh, xa vợ con uh, Người con phải xa mẹ Và người con phải xa cha Đó và tình cảm của những những con người những người những chàng kiểm ngư những người lính biển là coi như là bảo vệ quyết tâm là bảo vệ biển đảo để cho những ngư dân được ngư dân được là coi như là tiếp tục cái công việc của mình và trong bình yên trong yêu thương. Một lần nữa thì cảm ơn chị Minh Hiếu đã dành thời gian để tham gia cái cuộc trò chuyện hôm nay và chúc chị lúc có nhiều sức khỏe để có thể tham gia được nhiều cái dự án à, xã hội rất là có ý nghĩa cho quê hương và cũng mong là chị sẽ có nhiều cái sáng tác rất là hay về quê hương hơn nữa. Chương trình Phụ nữ và cuộc sống kỳ thứ 268 xin được tạm dừng tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin gửi về chương trình Phụ nữ và cuộc sống, Ban chuyên đề Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 hoặc điện thoại 39104063. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phụ nữ và cuộc sống kỳ 269 được phát sóng vào lúc 7h40 sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017 trên kênh HTV9 và được phát lại vào lúc 7h40 sáng thứ sáu tuần tiếp theo cũng trên kênh HTV9. Xin thân ái chào tạm biệt.